Mình ơi, như vậy đó là hai đứa con mình anh cũng đã khôn lớn. Thằng hai đó thì bây giờ nó cũng đã mở shop, cũng có đồng ra đồng vô. Còn con Út Sủ Nhi nhà mình mới là cái con tôi lo nhất nè. Bà ưng á, bà đặng á, bà phù hộ cho hai đứa nó giùm tôi ha. Bà chơi bà bỏ tôi bà đi trước một mình. Bà chơi vậy là bà chơi không có được đâu. Nhi. Sủ Nhi. Trời đất ơi. Nhi. Gì chứ? Ra đây tía nói nè. Dạ. Sao vậy hả? Tía dặn con bao nhiêu lần con không có pha nước pha bình trà cho tía là sao? Quên. Trời đất ơi, con gái con ngứa gì nó không như một đứa con gái gì hết. Có nhiêu đó mà cũng quên nữa. Mày giỡn vô, giỡn làm lại này. Nói mà còn cãi cãi nữa. Tía nói cho con biết cái hồi lúc mà má con còn sống á, một cây là 4 chữ là bà pha đủ 4 bình cho tía. Còn bây giờ con có 1 bình trà mà con cũng không có xong nữa là sao? Giỡn vô con pha nè tía. Xí xí đứng lại đó. Mày bước ra đây nói chuyện với tía. Dạ. Tại sao? Tại sao mà con gái con đứa mà bận đồ nhăn nhúm, nhìn nó lè lè thấy gớm vậy? Trời trời, này này cái xì tai ở nhà của người ta, tía nói vậy. Cái gì? Xì tai. Cái xì tai là cái gì? Cái xì tai là cái phong cách mặc đồ ở nhà của người ta vậy á tía. Tía không biết con bắt trước ai mấy đứa con gái hàng xóm đâu bận đồ mà thấy gớm không có đúng gì hết mà đồ rất là nhăn nhúm. Làm ơn cái xì tai này rất là sai. Chứ vô giờ thay đồ cho tía liền. Đi. À, ôi con không chịu đâu. Tí nói mà cãi tí quýnh đòn bây giờ nó mà không chịu. Vô con pha trà mệt tí quá. Thôi bà thấy không, con gái mà nó trả treo mà nó xí xí xí. Đứng lại nữa bước lại đây liền. Để cái bình trà đó bước lại đằng đây liền. Tí gì vậy tí? Trời đứa con gái con đứa mà một lần nữa mày không như một đứa con gái luôn đó Nhi. Mày nhìn cái bàn thờ của má mày đi, phải sạch sẽ gọn gàng mà mày không dọn dẹp lau chùi gì hết bây giờ. Trời ơi, coi kìa, dùng nhang của má mày kìa, bụi bặm bấm đầy mặt. Mặt má mày đẹp như vậy mà bây giờ nguyên một con dây chó ở trên mình là sao? Trời ơi tí ơi tí, ngày nào con muốn chùi hết đó làm cái bụi. Với lại cái đó là cái mục ruồi của má mà. Cái mục ruồi cái gì? Trời ơi, tao chung sống với má mày là cả chục năm trời, không bao giờ mặt má mày có một cái mụn muốn gì cái mục ruồi. Mày nhìn đi, tự nhiên ở đâu mà có nguyên một con dây chó vậy? Má xin lỗi má. Giờ con cho tí coi. Má nó mà nó cầm nó dạch qua dạch lại vậy đó. Đi. Cái này là cái mục ruồi chứ không phải cái mụn ruồi. Cái này là cái bụi chứ cái mụn ruồi cái gì? Ồ trời. Sao bôi không ra ta? Bởi vậy tôi có chửi chứ trách con hoài à. Ngày nào cũng không dọn hết á. Ủa không lẽ cuối đời rồi bà đi chấm mụn ruồi mà tao không biết á? Bà điệu dữ. Tôi nói tóm lại là bây giờ vậy là cái này không phải bụi là cho tí xin lỗi ha. Mà thôi con đi vô pha trà đi mệt tí quá. Thôi bây giờ nói chung là con ở đây con làm ơn. Con dọn dẹp lại nhà cửa giùm tía đi, tía cũng lên phòng trên. Tí dọn dẹp lại phòng ở trên. Chứ tao mệt quá, con gái con ngứa gì. Nói một đằng là nó cãi một nẻo, nói một đằng là nó cãi một nẻo. Con này thiệt tình vậy đó. Dọn dẹp nhà cửa đi. Không biết rồi. Sủ Nhi, trời đất ơi. Tía nói với con bao nhiêu lần mà con cứ cãi tía hoài vậy hả? Cái gì nữa tía? Cái bộ đồ kỳ cục này ở đâu? Con gái con ngứa bận ba cái đồ mà nó ngắn cũng vậy, kỳ cục quá vậy. Đi đâu mày cũng còn. Trời đất ơi, tía thấy ở phòng của con không phải của con chứ của ai không lẽ của tía. Của tía. Trời ơi, con nói sao nữa vậy tía? Không phải của con chứ. Mày nhìn đi, mày nhìn em gái của mày đi. Con gái ngứa mà bận đồ vậy đó. Nó ngắn ngủn vậy. Rồi ra đường người ta nhìn vô, người ta cười với mặt tía là sao? Trời ơi, cái này là của con, với mày của con, với mày của con. Trời đất ơi, mày đàn ông con trai mà mày bận ba cái đồ này hả? Trời ơi, con bán shop thời trang mà tía. Ôi, mày bán shop thời trang hả? Tao nhớ mày bán shop thời trang nam mà. Con mới mở thêm shop thời trang nữ nữa. Trời đất ơi, mà nữ gì tự nhiên ở trong phòng của em gái mình là sao? Nó bận ba cái đồ này là tía thấy không có được đâu đó. Ủa tía, thấy này cũng đẹp mà. Với đúng lại tía rồi. Đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Cái bộ đồ này là tía nhớ không lầm là nó y như cái bộ đồ của con Lai hàng xóm.
nó bận đồ gì ngắn ngủn mà cục ngủn người ta ra đường người ta cười vô mặt nó mà nó kỳ cục lắm con. Trời ơi tía ơi, con La là nó mang cái quần ngắn, nó còn mang áo hai dây nên nhìn nó ghê lắm. Con thề với tía luôn, bây giờ con chỉ con Nhi mang á hả là vừa lòng tía mà hả lên nó hả rất là đẹp luôn. Tía ơi, cái thời đại bây giờ là cái thời đại gì rồi, tía ngồi đó tía suy nghĩ mấy cái chuyện kiểu như là phải kín đáo này nọ. Bây giờ cái mấy cái quần này nè bây giờ người ta mặc rất là bình thường chả sao hết á. Cái thời đại bây giờ là quan trọng thần thái tía ơi. Con quýnh mày sang Thái bây giờ đó mà chứ thần thái. Thôi bây giờ thằng hai nó lỡ nó thề như vậy đó thì bây giờ mày chứng minh coi, mày chỉ tao cái cách nào mà làm sao con Nhi nó bận vừa hợp với cái style gì của tía, chứ là cái style bây giờ của nó coi. Con chắc chắn với tía là con làm cho anh Nhi đẹp luôn. Rồi làm liền đi con. Bây giờ anh hai á phải làm cách nào để cho tía hả có cái suy nghĩ khác đi. Chứ nghĩ sao tí nói, tí so sánh em với con Lan ở bên kia. Con Lan này em biết sao, nó đã mang quần ngắn rồi, ở trên nó còn mang áo hở nè, sau nó mang cái áo mỏng 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 nên nhìn nó mới sexy vậy. Bây giờ anh hai chỉ cho em cách phối quần sọc mà không hề hở hang hay gì ha. Thì đây là chiếc màu hồng mà quần em hay mang. Để mà không hở hang thì ở trên anh sẽ phối một cái phần top ở trên khá là lịch sự, đó là một cái áo sơ mi kẻ sọc. Thì những cô gái mà chiều cao không được cao lắm thì mang lên sẽ rất là anh gian được chiều cao của mình ha. Ngoài ra là nó có phần tay rất là kín đáo, cũng như là những cái chi tiết thắt nơ ở phía sau sẽ làm điểm nhấn cho em hơn. Cái set tiếp theo mà em có thể đi chơi với bạn bè được, đó chính là một cái áo hoodie phong cách thể thao như thế này. Thì áo hoodie này em thấy không, gần như là toàn bộ là tay dài, nó có thể che lấp được hết phần trên nên là nhìn vô là không hề hở hang một tí nào hết. Mà em còn mang thêm giày thể thao ở dưới nữa thì cực kỳ năng động và tự tin luôn. Tiếp theo đó là cái quần màu đen. Thì cái quần màu đen này em có thể mang vào những cái dịp như là đi chơi hoặc là đi những cái nơi có phần trang trọng hơn một chút. Thì đầu tiên là cũng là một cái áo sơ mi. Thì vì anh biết là người của em khá nhỏ người nên anh chọn một cái áo sơ mi có sọc như thế này thì làm cho điểm nhấn mình không bị quá tập trung vào phần dưới quá ngắn nữa mà tập trung ở phía trên. Ngoài ra là cái áo này nó còn một cái điểm nhấn đó là hở một bên vai như thế này thì càng làm cho em tăng thêm sự nữ tính. Bằng chất liệu nhung như thế này có phần tay dài và hở vai như này sẽ giúp em thêm phần nữ tính và rất là tỏa sáng trong những cái đêm tiệc ha.
bất hạnh, gia môn bất hạnh mà. Trời đất ơi bà ơi, khổ quá bà ơi. Ui trời ơi, ui đau lòng đứt từng đoạn ruộng. Ây da, đau ruộng quá trời. Tía, cái gì? Tía thấy con bận đồ đẹp không? Trời ơi, con thấy con đẹp quá mà. Nói chung là con thấy là anh hai có một cái thẩm mỹ, gu thẩm mỹ rất là đặc biệt đối với con. Ừ, cái đồ này thì nó cũng đẹp rồi đó, nhìn nó đỡ phản cảm rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà nó không quan trọng bằng cái chuyện của thằng hai. Cái gì tí gì hai mày nói đi, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mày là đàn ông mà mày lại chơi cúp bê? Trời ơi, con nói tiếng nghe, cái này là con mua quà tặng sinh nhật nhỏ bạn. Trời ơi, mày mua quà sinh nhật tặng cho bạn hả? Đúng rồi tía. Trời ơi, làm trai hiểu lầm quá trời luôn à. Bởi vậy tí có suy nghĩ quá không à. Đúng rồi. Trời ơi, đến đây nào có con. Cái bộ